Khả Đăng xin kính chào tất cả quý vị chị bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Hôm nay Khả Đăng sẽ lên sóng phục vụ cho quý vị chị bà con một chiếc xe Honda Accent màu trắng rất là đẹp, đời 2019, tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Hôm nọ thì em có đi lên trực tiếp ở Việt Yên Bắc Giang, người Bắc Giang ở Việt Yên này, cô chú tên là gì nhỉ? Chú Hàng Cự, đúng rồi, Hàng Cự nhá, chính trên chính chủ chú Cự luôn. Một chiếc xe mang nước sơn màu trắng rất là đẹp, nhưng mà chú vừa sơn lại cái cản đằng trước lệch màu nhỉ, nhìn nó không giống màu bên trên, chú vừa sơn lại cản. Đấy thì em sẽ sơn lại cho đẹp, cho đồng màu, những người ta thợ sơn nó kém. Chiếc xe này thì được trang bị đầy đủ đồ phun, đồ chơi phụ kiện các nhá, cụp xe gương này đầy đủ hết rồi, la răng đúc, đèn bi xe lông mới nắp. Và xe rất là đẹp, keo chỉ zin toàn bộ xe, anh em nào test ra mà kiểm tra mà không zin thì em tặng xe luôn các bác nhá, không bán cho các bác đâu. Quý vị chị bà con anh em mình tin tưởng ủng hộ Khả Đăng ô tô thì Khả Đăng chưa bao giờ nói sai. Đấy, khách hàng của mình thì mình cứ nói chuẩn tí, rẻ tí cũng được, đắt tí cũng được, nhưng mà nó phải thực tế thì anh em mình đến với nhau nó dễ hơn. Chiếc Hyundai xe này gói hỗ trợ trả góp, trả cho anh em mình trả trước khoảng tầm 120, nợ khoảng hơn 200 một tí là ok các bác nhá. Cụ thể thì chiếc này khoảng tầm 330 thì bên em sau bao sang tên bấm biển đổi chủ, em vẫn lọc lá bớt cho khách hàng Khả Đăng ô tô, bớt tiếp các bác nhá. Tiếp tục lọc lá và bớt cho vị chị bà con anh em mình quan tâm. Em bao rút hồ sơ nộp thuế, bấm biển, tiền luật, tiền công an, tất tật em bao tất cho các bác nhá, để cho các bác 325 triệu đồng thôi. Đấy thì mất cái khoản đấy hết khoảng tầm hơn 10 triệu thì em chỉ được khoảng thu về hơn 301 một tí thôi các bác nhá. Mà con này đời 2019. Anh em nói như thế đã hợp lý chưa? Mà đồ full đồ nhá, và vẫn phải sơn lại cho các bác cái cản này cho nó giống cái màu này, anh em nhìn này, màu này là màu sơn zin theo xe này. Màu này sơn zin này. Còn cái cản này là người ta sơn lại nhưng mà thợ sơn kém, mắt có vấn đề. Thợ sơn ở trên Bắc Giang anh em sơn xem lại con xe này, anh em nào sơn con này em nó thề với các bác luôn, anh em bỏ nghề đi. Sơn xấu kinh khủng này, giao cho khách hàng được. Đây này, sơn này, lệch màu luôn. Cái cản này nó bằng nhựa nhá các nhá. Anh em mình sơn lại thoải mái không vấn đề gì cả. Còn đây là sơn zin của chiếc xe này, sơn zin này, sơn zin này. Màu zin của nó như đẹp như này này. Đó, sơn zin màu trắng đời 2019 các bác nhá, biển Bắc Giang tên tư nhân. Chiếc xe này thì cô chú ấy mua năm cách đây là tháng 10 năm 20 mua hồi tháng 10 năm 2023. Đấy thì anh em mình về đi được khoảng 6 tháng rồi. Đấy bây giờ bán lấy tiền để đi, sửa nhà cho con dai lớn. Đấy thì bán đi, nên là bên em đã mua được chiếc xe này về phục vụ cho quý vị chị bà con. Ngày cô chú ấy mua là 330 triệu. Đấy, bao rút hồ sơ thôi, vào tên hết khoảng 7 8 triệu nữa là 338 triệu. Bây giờ thì em bớt cho các bác rồi, nên quanh 325 triệu em bao vào tên cho các bác mới được mấy tháng thôi. Mà cái dòng xe này hiện tại giờ giá đang lên. Đấy, anh em mình quan tâm được thì anh em mình ủng hộ Khả Đăng. Chiếc xe full đồ chơi phụ kiện này có cả cảm biến lùi đằng sau, cả xi nhan gương, cụp xe gương, tay nắm cửa, hõm cửa, vè mưa, full đồ chơi phụ kiện hết các bác nhá. Và xe nó không có đâm đụng tai nạn mà ngập nước, nên quý vị chị bà con an tâm về chất lượng của xe cộ, em đảm bảo cho bà con bằng văn bản luôn. Anh em mình cứ để kiểm tra. Để cho các bác an tâm thì em cứ quay keo chỉ luôn cho bà con các anh chị nhá. Đây. Đây ạ, các bác nhìn này, keo chỉ này. Keo chỉ nguyên zin hết này, cánh cửa này. Đấy, vô lăng củ số này, màn hình Android. À, cam nùi, cam hành trình, phun đồ chơi phụ kiện, ghế bọc da rất là đẹp luôn các bác nhé. Xe chưa dọn dẹp gì cả, chỉ cửa qua nước nã thôi. Hôm qua mới lấy, hôm nay đã quay lên rồi thì chưa có làm cái gì hết, keo chỉ zin toàn bộ luôn. Không nỗi nhỏ, không đâm đụng va quẹt, không ngập nước nhá. Cốp đít cũng nguyên, đầu sắt xi cũng nguyên. Nên là nói chung là đẹp thì mình báo đẹp, mà nỗi thì mình báo đỗi thì nó rẻ hơn. Nỗi thì nó rẻ, còn xe lành thì giá nó khác các bạn. Đây. Anh em nhìn này, keo chỉ zin hết nhá, đảm bảo cho bà con các anh chị luôn. Xe rất là zin đẹp, nội thất đẹp lắm, sạch sẽ, trong ngoài nét căng luôn, lốp dự phòng vẫn đầy đủ này. Đấy, Hyundai Accent thì được sở hữu động cơ 1.4 và dòng này nó tiêu hao tầm khoảng 5 lít rưỡi xăng trên 100 km, rất là phù hợp cho anh em mình chạy dịch vụ hoặc đi gia đình. Đây quý vị chị bà con anh em nhìn này, đấy, nội thất rất là đẹp luôn, đây, rất đẹp, phù hợp với gia đình nhà mình. Anh em mình quan tâm được thì anh em có thể qua cửa hàng gặp Khả Đăng để xem chiếc xe này. Màn hình Android đầy đủ nhá, nội thất trần da, trần nỉ nguyên bản, trần nỉ nguyên bản nhưng mà thảm trải da này, cùng với ghế da rất là ngon này. Đấy. Đó. Xe rất là ngon đẹp luôn và phù hợp với gia đình nhà mình. Đây em sẽ nổ máy cho quý vị chị bà con luôn. Xe này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 nhưng gia hạn đến tháng 11 năm 2024 nhá các bác nhá. Đó, đây này, mặt dàn cò nguyên zin này, máy là dàn cò nguyên zin nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Ốc dàn cò nguyên zin, ốc chân đèn này nguyên zin hết này, keo chỉ cabo này, các bác nhìn hộ em này. Từng phân keo chỉ cabo là nguyên zin. Đó. Giờ em sẽ nổ máy phục vụ cho quý vị chị bà con bằng một cái video máy móc đầy đủ cho bà con nghe tiếng máy cho nó chuẩn chỉ nhá. Đây. Đó. Đây là phần máy móc của chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 màu trắng này. Đây, các bác nhìn máy, tiếng máy này thì anh em mình xứng đáng chưa? Nổ rất êm, không hề nghe tiếng động luôn. Kia cụm phanh ABS các bác nhá. Tai đèn đầu răng sắt xi, keo chỉ cabo, ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cabo nguyên zin hết. Anh em nào tiền lỗi test ra lỗi tặng xe. Không bán. Con này cả xe đều zin, keo chỉ zin hết các bác. Máy nổ êm ru. Nói chung là mới đi được có khoảng chục vạn thôi. Hợp lý nhỉ, chục vạn quay đầu là căng rồi. Rất đẹp, đồng hồ có 6 vạn 6 thôi nhưng mà chưa chắc đã chuẩn, nhưng mà chất lượng xe thì cũng rất là tốt các bác nhé.
Anh Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.